Máy nào? Máy này á? Giờ chạy luôn á? Giờ là làm được gì? Thế là Tôi chưa thông thạo nên là chỉ làm cho video thôi, lâu lắm. Thế tối test. Khi nào test thử hai máy xem máy này kiểu gì nó nhanh hơn tí. Nghe tí ra nó tốc độ, tại vì cái bộ CPU của cậu không đấy. Bộ CPU của cậu nó bị giới hạn 6 nhân này. Nó chỉ 6 nhân. Nó phải một phần dù với cái card đồ bàn này nó không mạnh đúng không? Nên RAM đấy nó sẽ hỗ trợ một phần nào đấy. Hay là tôi làm chỉ đơn giản checking thôi, làm checking thôi. Nghe hay nó ăn được RAM nhiều không? Dung lượng đúng không? Làm kia review không ăn được dung lượng thì 32 là cũng đỡ rất nhiều. Mình lắm cái này mà tối đa là 64 mà. Ừ. Xong vẫn rẻ. Tối đa RAM là được 128 rồi. Không, ví dụ bên máy tính bên ngoài đấy. Máy này kịch kim. Không, máy tính bên ngoài mà. Bao nhiêu? Mấy tê RAM ấy. Thế á? Mấy tê là bài RAM. Thế à? Ừ. Máy bên ngoài thì không kể được, không có giới hạn. Thế á? Có giới hạn mà nó nhiều lắm, mình không đủ tiền mua. Lắp cái 1 TB RAM cũng được, mà chắc cũng phải vài trăm triệu. Ừ. Chắc lên gần tỷ. Thường cái đấy là mình hay lắp cái con server dung lượng RAM cực lớn, con chip nó phải nhận được không? Con chip này nó không giới hạn. Ví dụ quay mặt lên nha. Không, quay mặt lên đấy đâu, lên truyền hình.